Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì chúng ta tìm hiểu cái bài đầu tiên trong chuỗi khóa học kỹ xảo edit video chuyên nghiệp với phần mềm Camtasia và Explainio Video Creator. Thì phần mềm Camtasia và Explainio Video Creator là top các cái phần mềm làm video chuyên nghiệp được sử dụng phổ biến và thông dụng nhất, với nhiều tính năng và ứng dụng hiệu quả để làm ra các video chất lượng cao ở nhiều cái định dạng khác nhau. Thế thì trong cái bài đầu tiên, bài số 1 của khóa học này, chúng ta cùng tìm hiểu các cái tính năng cơ bản cũng như là cái giao diện của phần mềm Camtasia để xem Camtasia có thể giúp chúng ta làm được các cái thể loại video như thế nào. Thì các cái tính năng chính, các cái tính năng cơ bản của phần mềm Camtasia thì gồm có: thứ nhất là cắt ghép, nối video, thêm chữ cũng như là các cái hiệu ứng chữ và hiệu ứng chuyển cảnh cho video, thêm nhạc, chỉnh nhạc, lồng nhạc cũng như thêm logo và các cái video được quay sẵn từ điện thoại di động. Tiếp theo, Camtasia cũng cho phép chúng ta cắt ghép và chỉnh sửa video với các cái nguồn video được tải từ các cái trang mạng xã hội như YouTube, TikTok hoặc là Facebook. Thứ ba thì Camtasia cũng cho phép chúng ta quay lại các cái thao tác trên màn hình máy tính hoặc là ghi âm giọng nói để tạo ra các cái video bài giảng hoặc là các cái bài dạy online một cách hiệu quả. Tiếp theo là Camtasia cũng cho phép thay đổi cái khung hình của video theo chiều ngang hoặc là chiều dọc tùy theo mục đích sử dụng để chúng ta đăng lên các cái nền tảng mạng xã hội hoặc là website. Và trên đây chỉ là một số tính năng cơ bản của Camtasia, và còn rất nhiều các cái tính năng đặc biệt khác, các cái kỹ xảo làm video thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong các cái bài học sau. Tiếp theo của bài học hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu giao diện chính của Camtasia 2022. Trước đây thì đã có các cái phiên bản Camtasia 8, Camtasia 9. Nó tương ứng với các phiên bản từ năm 2018 tới năm 2020. Và trong khóa học này thì chúng ta tìm hiểu giao diện của phần mềm Camtasia 2022 mới nhất với nhiều tính năng được cập nhật mới nổi bật. Thì đây là giao diện của Camtasia 2022 với màn hình phẳng. Thì bên trái của màn hình là khu vực công cụ. Nút đỏ này là ghi cả cái thao tác nó diễn ra trên màn hình của máy tính. Ở phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Chúng tôi xin giới thiệu sơ lược các cái công cụ, các cái tính năng cơ bản ở cái khu vực công cụ này. Tiếp theo là phần media, là cái khu vực chúng ta đưa video vào phần mềm. Thì để sử dụng cái tính năng media này thì chúng ta bấm vào cái import media và chúng ta đến cái phần video cần và chúng ta bấm vào thì video nó sẽ vào phần mềm một cách rất là dễ dàng. Tiếp theo là cái thư viện. Thì thư viện ở đây chúng ta có nhạc, một cái kho nhạc bản quyền để chúng ta có thể sử dụng khi chúng ta biên tập video, và các cái biểu tượng đã được thiết kế sẵn. Tiếp theo là phần annotation. Annotation thì đầu tiên là các cái kiểu chữ với cả cái khung hình khác nhau thì chúng ta có thể tùy chọn để sử dụng khi biên tập video. Tương tự thì chúng ta có thể tùy chọn các cái mũi tên và các cái đường kẻ. Tiếp theo thì các cái biểu tượng, các cái hình khối chúng ta cũng có thể tùy chọn. Tiếp theo là cái phần chuyển cảnh được sử dụng cho cái hiệu ứng chuyển cảnh từ cái video 1 sang cái video 2. Nhờ có cái hiệu ứng chuyển cảnh này mà các cái video trở nên mượt mà hơn, và chúng ta cũng có rất nhiều cái tùy chọn khác nhau. Và tiếp theo là các cái kiểu xuất hiện của chữ, các cái hiệu ứng chữ khác nhau được thiết kế sẵn
thì chúng ta có thể tùy chọn cái sự xuất hiện của chữ trong video khi chúng ta biên tập và sử dụng với các hiệu ứng chữ. Tiếp theo là Cursor Effect, thì chúng ta cũng làm cái hiệu ứng cho con trỏ chuột. Tiếp theo là Voice Narration, thì đây là cái phần chúng ta có thể ghi âm cái giọng nói của mình để biên tập video. Audio Effect cũng là một cái tính năng rất là quan trọng để chúng ta sử dụng ở trong cái việc biên tập video. Ở đây là cái tính năng cũng rất quan trọng để chúng ta loại bỏ các cái tạp âm trong quá trình làm video, trong quá trình chúng ta thu âm, thì chúng ta có thể sử dụng cái tính năng Remove và Noise, có nghĩa là loại bỏ các cái tạp âm. Rồi để làm các cái video chuyên nghiệp, chúng ta có thể sử dụng cái âm thanh đầu vào nhỏ và tăng dần, và khi âm thanh đầu ra thì to và nó giảm dần, nó tạo ra những cái video chuyên nghiệp. Ở đây là cái tính năng làm cho video nhanh hoặc là chậm thì cũng được sử dụng nhiều trong khi biên tập và xuất bản video. Trong các cái tính năng ở đây thì trong các phiên bản trước cũng có, và đặc biệt nó có hai cái tính năng mới, đó là Blend Mode và Colorless, thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái bài riêng ở trong phần sau. Cái phần tiếp theo thì chúng ta tìm hiểu đây là cái cửa sổ Preview. Thì cái cửa sổ này là nơi xuất hiện cái video để chúng ta thuận lợi trong cái việc biên tập. Cái màn hình nó đen, do vậy chúng ta cũng có thể để dễ quan sát, thì chúng ta có thể điều chỉnh nó sang một cái màu tùy chọn khác. Ví dụ ở đây chúng ta chọn màu xanh. Rồi chúng ta cũng có thể kiểm tra cái màn hình theo chiều dọc và chiều ngang bằng cách chúng ta bấm vào Custom và chúng ta chọn cái khung hình theo cái phiên bản nằm ngang, bao gồm chiều rộng, chiều ngang là 1920 và chiều rộng là 1080, và chúng ta chọn Apply. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái tùy chọn với cái màu để dễ quan sát khi chúng ta biên tập video, tránh cái nhầm lẫn giữa cái cửa sổ Preview và cái màn hình. Thì đây cũng là một cái mẹo để chúng ta làm video được chuyên nghiệp hơn. Tiếp theo, cái khu vực dưới này là cái khu vực timeline, bao gồm có nhiều cái track nơi để chúng ta đưa các video và âm thanh xuống, thì bằng cách chúng ta kéo thả xuống cái vị trí track mà chúng ta muốn để chúng ta biên tập video. Đấy, như vậy chúng ta sẽ dễ dàng đưa các cái video mà xuống các cái track này để chúng ta biên tập. Như vậy là khi cái video nằm ở khu vực timeline thì nó đồng thời nó xuất hiện trên cửa sổ Preview để chúng ta dễ quan sát và biên tập, cắt ghép, chỉnh sửa. Ta có thể sử dụng các cái tùy chọn khác nhau để biên tập và xuất bản video. Tiếp theo là bên phải của màn hình, thì đây là cái khu vực chúng ta biên tập và xuất bản video. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái giao diện cơ bản của phần mềm Camtasia. Xin chào và hẹn gặp lại.